Mỗi hộp trà Kỳ Lân Luxury sẽ chứa đựng 4 gói trà ô long Kim Tuyên. Trà ô long Kim Tuyên là loại trà ngon được trồng ở vùng đất Lâm Đồng, vùng đất có khí hậu ôn hòa và độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, trên vùng đất thổ nhưỡng bazan màu mỡ. Được ưu ái trồng ở nơi có điều kiện tốt nhất, nên những lá trà Kim Tuyên như được hấp thụ toàn bộ tinh hoa của đất trời và chứa rất nhiều dược chất quý giá, tốt cho sức khỏe. Bên cạnh việc được trồng trong những điều kiện tối ưu nhất, để có được những lá trà ngon nhất còn phải trải qua một quá trình thu hoạch hoàn toàn thủ công, với điều kiện tiêu chuẩn thu hái là một bức trà phải tươi, phải có đủ một tôm 3 lá. Sau đó, những lá trà tươi sẽ được chế biến theo phương thức truyền thống để giữ được dược chất cũng như những hương vị tự nhiên. Trà ô long Kim Tuyên có nước màu vàng trong sóng sánh, vị trà đậm đà, chát nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng vị hậu lại ngọt dịu, lan tỏa cả khoang miệng. Khi pha cùng nước nóng, lá trà tỏa ra mùi hương sữa đặc trưng khó cưỡng mà không phải loại trà nào cũng có được. Ngoài hương vị hảo hạng, điều khiến cho hộp trà của Kỳ Lân Luxury xứng đáng trở thành hộp trà quà tặng cao cấp bởi công dụng tuyệt vời có trong từng lá trà ô long Kim Tuyên như thanh nhiệt, tiêu thực, lợi tiểu, hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh như ung thư, tim mạch, tiểu đường, giải độc gan, các bệnh răng miệng. Riêng đối với chị em phụ nữ, trà ô long Kim Tuyên còn được xem là một liệu pháp làm đẹp kỳ diệu, bởi trà có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da, làm giảm cân, ngăn ngừa tình trạng béo phì, cải thiện sắc vóc. Đặc biệt, trà ô long Kim Tuyên còn không gây mất ngủ cho người sử dụng. Chào mừng tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, và hôm nay một chủ đề mới, một dòng sản phẩm mới của Kỳ Lân xin được phép trình làng. Vâng, đây là nguyên một bộ trà của Kỳ Lân Luxury, trà đẳng cấp, trà Luxury. Và nhìn sơ qua chúng ta đã thấy được cái hộp này rất là hoành tráng, rất là đẹp và rất là sang trọng. Và nó còn sang trọng hơn nữa khi chúng ta lấy nhân vật chính ra. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây là một cái hộp hình chữ nhật rất sang trọng, được tạo nên bởi chất liệu đẳng cấp sang trọng. Một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm đẳng cấp, bao giờ tất cả những chi tiết đi kèm cũng phải là sang trọng, cũng là cao cấp và cũng là đẳng cấp. Từ túi xách bên ngoài đến hộp, tất cả mọi chi tiết xung quanh, tất cả mọi chi tiết để tạo nên được cái sản phẩm đẳng cấp này nó phải là đẳng cấp và cao cấp. Khi chúng ta mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là một cái để hướng dẫn giới thiệu về trà Kỳ Lân Luxury, trà ô long Kim Tuyên. Và trà ô long Kim Tuyên là gì? Đây, Kỳ Lân có ghi rất chi tiết. Trà ô long Kim Tuyên là tên Kim Tuyên là tên của loại trà, một loại trà rất là ngon, được hái thủ công từ giống trà Kim Tuyên đặc trưng của vùng, và loại trà này thường nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mặt nước biển. Và loại trà này được trồng ở nơi có khí hậu rất ôn hòa quanh năm, và được trồng ở vùng đất bazan màu mỡ, và đã tạo nên những đồi trà hương thơm tuyệt vời, chính là trà ô long Kim Tuyên Kỳ Lân Luxury. Và hương thơm của trà này nó đặc biệt, một cái điều đặc biệt mà những loại trà khác khó có được, đó chính là nó có hương thơm của mùi sữa rất là thơm. Và cái độ trà khi mà chúng ta chế ra, chúng ta pha ra thì nó có màu vàng óng ánh lấp lánh đẹp lắm. Đặc điểm đặc biệt của trà ô long Kim Tuyên Kỳ Lân Luxury là vậy đó. Tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury đang kinh doanh, đang giao lưu với tất cả quý khách hàng là những dòng sản phẩm cao cấp, đẳng cấp đỉnh cao. Vì vậy khi chọn một dòng sản phẩm nào đó để mà phục vụ, để giao lưu với tất cả quý khách hàng thì Kỳ Lân là người tâm huyết và người đích thân chọn lựa và tuyển chọn những sản phẩm đẹp nhất, những sản phẩm chất lượng tốt nhất và an toàn tốt nhất cho tất cả quý khách hàng. Và không phải một sản phẩm chất lượng không là đủ, và không phải một sản phẩm đẹp không là đủ, mà cái vấn đề về độ an toàn, độ sạch, độ an toàn sức khỏe cũng phải không kém phần quan trọng. Cho nên là những cái vấn đề này là ưu tiên hàng đầu trong tiêu chí sản xuất sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Và những ưu điểm của trà ô long Kim Tuyên Kỳ Lân Luxury là sản phẩm sạch, xanh sạch, hoàn toàn không sử dụng các tạp hóa chất, và hương vị hoàn toàn tự nhiên từ bên trong những lá trà được trồng và chế biến theo công nghệ tiên tiến. Và những vùng trà đặc sản này, hương vị hoàn toàn tự nhiên từ bên trong những lá trà được trồng và chế biến theo công nghệ tiên tiến ở những vùng cao nguyên Bảo Lộc. Sau khi tuyển chọn rất nhiều loại, tuyển chọn rất nhiều nơi và quyết định là chọn vùng Bảo Lộc để tìm cái trà Ô Long Kim Tuyên này, thì đây là cái trà mà Kỳ Lân đã thử nghiệm và trải nghiệm và được đúc kết từ rất nhiều ý kiến của rất nhiều chuyên gia chuyên thích mê, đam mê trà, và đều đã đưa ra một đánh giá rất tốt, nên Kỳ Lân đã chọn. Và đồng thời Kỳ Lân đích thân kiểm tra chất lượng và coi về chất lượng sức khỏe có tốt, có đảm bảo đủ tiêu chuẩn hay không, và tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất về kiểu dáng hộp bên ngoài tới túi xách, tới từng chi tiết bao bì họa tiết, từ cái thiết kế, tất cả mọi cái cũng phải là đẳng cấp, từ chất liệu tạo nên cũng phải đẳng cấp, cao cấp. Và cái chất trà thì quá tuyệt vời khi chúng ta thưởng thức. Và như chúng ta đã biết từ trước đến giờ, trà là một trong những cái sản phẩm có thể làm chậm quá trình lão hóa da, từ trước đến giờ là như vậy, rất là tốt cho sức khỏe, vừa làm cho tinh thần thoải mái sảng khoái, vừa làm trẻ hóa, chậm là lão hóa da. Nói chung là tốt, và uống trà đều đặn sẽ tạo cho chúng ta một cái thói quen và tạo cho chúng ta một cái phong cách riêng nữa. Và trà rồi thì chắc chắn là sẽ đi với trầm, trà trầm. Thì clip trầm Kỳ Lân sẽ giới thiệu vào một clip sau. Thì đây là những sơ bộ về trầm, trầm đốt phong thủy, trà đối với trầm. Và Kỳ Lân không nói nhiều về trầm nữa, bởi vì trầm Kỳ Lân là sưu tầm là trầm dinh, trầm núi rừng. Trầm đem lại phong thủy tốt, vượng khí, xua đuổi tà khí, đem lại vượng khí, và không phải tự nhiên mà có mọi người lại dùng như vậy, mà từ xưa đến giờ, từ vua chúa, từ bao nhiêu thế hệ đã như thế rồi. Và clip đó quý khách hãy đón xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng khui hộp đồ cao cấp, là phải cao cấp tất cả mọi chi tiết từ bên hộp bên trong và kể cả phần lót của hộp luôn, chứ chưa nói chi đến là chất lượng của trà. Bởi vì đồ cao cấp thì nó phải là cao cấp tất cả mọi chi tiết. Rồi, và bây giờ đây là gói trà của Kỳ Lân, cái túi bên trong cũng đẹp và đẳng cấp nữa. Sản phẩm của Kỳ Lân thì bao giờ cũng là những sản phẩm sưu tầm, bao giờ cũng là những sản phẩm cao cấp, đẳng cấp, bởi vì tiêu chí bán hàng, tiêu chí giao lưu, tiêu chí sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Và sản phẩm này chúng ta mua để thưởng thức, mua làm quà tặng biếu thì tuyệt vời, bởi vì nó chất lượng là ở bên trong và nó đẹp ở bên ngoài, nó đẹp và chất lượng đáng đúng để chúng ta phải mua biếu tặng quà, rất là hợp. Rồi, sau khi cắt ra, wow, thơm, thơm như hương sữa, quá thơm và rất là dễ chịu. Kỳ Lân sẽ tiến hành pha trà. Và để thưởng thức trà ngon thì chúng ta sẽ có rất nhiều bước, nhưng trong clip này không đủ thời gian dài để mà làm điều đó được, cho nên Kỳ Lân sẽ thực hiện những bước cơ bản nhất thôi. Còn về cách uống trà, cách thưởng thức trà sẽ có nhiều cách khác nhau. Chắc hẳn rằng quý khách sẽ có những cái phương án, những cái cách riêng để thưởng thức trà riêng, nên là Kỳ Lân xin phép chỉ là thực hiện những bước cơ bản nhé. Rồi, bây giờ sau khi nước đã đun sôi thì Kỳ Lân sẽ tráng ngâm bình cho nó ấm. Đó, bình đã ấm rồi thì Kỳ Lân sẽ bỏ trà vào, tùy vào khẩu vị của chúng ta đậm nhạt như thế nào thì chúng ta sẽ bỏ cân đối. Đây là những cái lá trà đã được nén lại, đợi một chút nữa nước sôi lên gần như là 100 độ C. Ok, 100 độ C nó tự ngắt bằng thông báo tít. Cái tủ này cũng đặc biệt lắm, lát nó sẽ Kỳ Lân cho thấy cái bàn của Kỳ Lân đặc biệt. Cái bàn này tự Kỳ Lân thiết kế ra để làm. Ở nước sôi 100 độ C rồi, chúng ta sẽ tráng trụng trà sơ một nước để cho nó sạch sẽ những cái để sạch sẽ và trà nó bắt đầu nó giãn nở ra. Ok, sau khi chúng ta xem nè, lá trà nó bung nè, đây là mình mới vừa trụng trà, khói bay lên đó, lá trà bắt đầu nó nhích nó nở rồi đó, đó nó bung rồi đó. Thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu châm nước để mà thưởng thức. Ok, đây camera cho sát lại lá trà bắt đầu bung nè, lá trà bắt đầu bung nè. Nhìn cảnh lá trà bung khói bay lên rất là thích luôn. Và mình sẽ nghe thêm một chút nhạc nhẹ nhàng, đặc biệt là nhạc thuyền. Tại vì Kỳ Lân đang quay clip nên không mở nhạc sợ bị dính bản quyền, cho nên là khi mà quý khách thưởng thức thì hãy mở nhạc nhé, nhạc thuyền, nhạc nhẹ nghe. Trong khi chờ đợi thì Kỳ Lân sẽ thực hiện việc xông trầm, đốt trầm, thưởng thức trầm. Đây, đây là trầm núi rừng nha, trầm thiên nhiên nha. Kỳ Lân là đơn vị chuyên tất cả những gì liên quan đến những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao, những dòng cao cấp. Nên cái gì Kỳ Lân tham gia, cái gì Kỳ Lân chơi là những cái đó Kỳ Lân đã tuyển chọn và sưu tầm nghiên cứu rất là kỹ và chọn lọc rất là kỹ để ra được những cái gì tinh hoa tốt nhất. Đó, khi chúng ta đốt nhẹ thôi là bắt đầu khói trắng là của tinh dầu nó tủa ra, nó bay rất thơm ngào. Thêm một chút nhạc nhẹ thuyền và thưởng thức trà là điều tuyệt vời. Đừng có đốt cho cháy đen thành than rồi. Mình đốt sao mà để những cái tia dầu trong cây gió bầu này hoặc là trầm hương này, nó có trầm hương này nó sẽ tỏa ra bằng khói trắng, ta sẽ ngửi rất là thơm. Và trầm hương nó sẽ đem lại cho chúng ta vượng khí và tốt cho sức khỏe nữa. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên từ thời vua chúa, từ thời xa xưa, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời dùng đến trầm để mà tạo vượng khí, đem lại những điều tích cực, tốt đẹp. Phải có nguyên nhân và lý do hết nha quý khách. Rồi sau khi thưởng thức trầm xong thì lúc này nước trụng ly cũng đã sôi, bắt đầu sôi lên nghi ngút rồi. Lúc này chúng ta sẽ trụng ly, nước hơi ít một chút. Cho nó sôi sùng sục đi. Sau khi trụng ly xong thì chúng ta sẽ gấp ly ra ngoài. Các bạn nhớ để cách làm để pha mời khách luôn nha. Sau khi trụng ly xong, tiệt trùng xong, sạch sẽ xong. Mặc dù chúng ta biết là trà là tốt cho sức khỏe rồi, nhưng công tác công đoạn mà chúng ta thực hiện uống trà cũng phải đảm bảo vệ sinh để sạch sẽ và an toàn vệ sinh sức khỏe nha. Rồi lúc này chúng ta sẽ rót. Có rất nhiều bước nữa nhưng mà Kỳ Lân đã tối giản hết những bước cơ bản nhất để thực hiện nhanh video này để quý khách xem mà về chất lượng của trà, thưởng thức trà với Kỳ Lân nha. Còn những bước chi tiết thì Kỳ Lân sẽ thực hiện vào những video tiếp theo, là những cái bước mà để mà thưởng thức trà ngon tuyệt vời. Ok, ví dụ như chúng ta có khách thì chúng ta sẽ mời khách đây. Không dùng bàn tay nha, rất là công phu. Rất là công phu luôn. Rồi, đầu Kỳ Lân xin phép thưởng thức mùi hương sữa ngào ngạt, nhưng mà không phải là ngào ngạt ngâu ngán, nhưng mà ngào ngạt dễ chịu, ngào ngạt thích thú, ngào ngạt để kích thích chúng ta thưởng thức ngay. Rất là dễ uống, nhưng cái quan trọng là cái vị hậu của nó rất là sâu. nó tích trên cái đầu lưỡi chúng ta rất là thích. Tại vì kỳ lân pha hơi đậm nên mới uống vào tự nhiên đắng, nhưng mà không, nó sẽ hậu, nó sâu xuống nhẹ nhàng lại, nó tích trên lưỡi chúng ta, phê lắm. Camera hãy đi sát vào trà. Tại sau khúc đầu clip thì đang có nói là nước trà đặc biệt, chúng ta sẽ thấy nó ngáy. Tại vì trong cái ly này, chúng ta khó thấy màu, nhưng mà nhìn qua thì chúng ta vẫn thấy được. Và màu vàng nó óng ánh nè, nhìn camera trên vàng óng ánh, của trà rất là đẹp mà những trà khác ít có được. Nếu như mà kỳ lân chế trong một cái ly màu trắng, quý khách sẽ thấy rõ ràng hơn nữa. Tại vì ở đây bộ bàn của kỳ lân ly màu đen, màu sẫm nâu đất. Quý khách có thể đến showroom của Kỳ Lân để mà xem trà, thưởng thức trà và mua, hoặc là gọi qua hotline cũng như là Zalo số 0901 247 247 để được đội ngũ Kỳ Lân hỗ trợ tư vấn và giao hàng tận nơi. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Và để ủng hộ Kỳ Lân hơn nữa thì xin quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như là like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian tới. Một lần nữa Kỳ Lân kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.